Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Tài lại tiếp tục cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung. Thì theo như thông tin mới nhất Lực Tàng vừa mới cập nhật được từ các điệp viên mà Tám gửi về cho Lực Tàng, thì một cái thông tin cực kỳ vui nha mọi người. Bên phía quản lý ekip của cô ca sĩ Phi Nhung đã có tiếng nói đánh động và nhờ pháp luật vào cuộc để xử lý cái trang FC Hồ Văn Cường, những người nào đã lên tiếng nói xấu cô ca sĩ Phi Nhung rồi nha mọi người. Đã có đơn và nhờ đến cơ quan chức năng rồi nha mọi người. Thì ngày hôm qua thì mọi người cũng đã biết rằng là cái ngày đó là cái ngày tưởng nhớ và cái ngày gọi như là ghi công những cái người mà hy sinh trong đại dịch Covid-19 đó. Thì có nhắc đến tên của cô ca sĩ Phi Nhung, và trước đó cô ca sĩ Phi Nhung cũng đã được Chủ tịch nước cũng như là người cấp cao trong Trung ương, người ta cũng đã lên tiếng về nói về cái công lao to lớn của cô ca sĩ Phi Nhung và những người tuyến đầu hy sinh về dịch bệnh Covid-19. Thì như vậy thì ngày hôm qua đã có rất là nhiều người cũng đã phỏng vấn và gọi như là nói chuyện với ekip quản lý của ca sĩ Phi Nhung, thì có cần nhờ đến pháp luật vào cuộc để xử lý câu chuyện này hay không, để lấy lại cái sự yên bình cho người quá cố hay không. Thì bên phía quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung đã chắc chắn khẳng định một điều rằng chúng tôi sẽ nhờ pháp luật và nhờ công an vào điều tra. Và đặc biệt hiện tại bây giờ là cái than cuồng than cứng của Hồ Văn Cường được cho rằng là bảo vệ Hồ Văn Cường, nhưng bên phía ekip quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng nói rằng cái nhóm này đặc biệt là có một số người quen biết thôi, còn toàn bộ là những người không quen biết, và họ trục lợi, họ đã làm rất là nhiều cái xấu xa đối với lại cô ca sĩ Phi Nhung. Rồi trong cái vấn đề mà ghi những cái dòng status trên cái trang FC của Văn Cường đó, thì quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung sẽ nhờ bên phía lực lượng cơ quan chức năng, sẽ nhờ bên phía an ninh mạng đó mọi người, họ sẽ truy vết những cái cá nhân nào, những cái gọi như là cái nick Facebook nào của những cái người nào, thì họ sẽ điều tra và họ sẽ có giấy mời và thông báo về để cho xử lý những cái người đó nha mọi người. Thì cái tội này mọi người cũng đã biết rồi, tung tin thất thiệt, vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chà đạp người khác trên mạng xã hội bằng những cái dòng status là trên không gian mạng nha mọi người, thì phạt tiền từ khoảng gọi như là nói chung là trong cái khung từ 7,5 triệu đến 15 triệu, có vậy thôi đúng không ạ? Và cũng có thể rằng là nếu như bôi nhọ, chà đạp mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình nhà người khác về mặt kinh tế cũng như là này đó, thì mọi người cũng biết rằng là nó sẽ dính đến cái trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự rất là nguy hiểm chứ không phải là bình thường. Họ viết như vậy không phải là đơn thuần là họ không đá động gì đâu mọi người, không ảnh hưởng gì đến ai nha. Đây là cố ca sĩ Phi Nhung, là một ngôi sao hạng A, là một người hy sinh ở tuyến đầu, đó là đi cứu trợ bà con trong cái giai đoạn dịch bệnh Covid-19, cho nên rằng là cái công lao của chị ấy rất là lớn, và chị ấy mất đi vì hy sinh cho bà con, cho nên rằng là sẽ được rất là nhiều người ta ưu ái, và bên phía cơ quan chức năng của chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái câu chuyện này. Tại vì sao họ có thể lộng hành và lộng ngôn đến mức độ đưa những cái thông tin thất thiệt lên, vu khống cho chị Phi Nhung, nói rằng là ăn chặn bóc lột này nọ, rồi có một cái lối sống như một con quỷ, rồi cũng có thể rằng là người Mỹ ba quê phản động này nọ, nó nói không còn cái gì. Thì như vậy bên kia quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung cũng đã có những cái động thái đánh động như vậy. Thì Lực Tàng khẳng định với tất cả mọi người là cái nhóm bên kia là hơi mệt rồi đó, chuẩn bị rồi đó. Mấy người cứ lên đó mà chửi, không chửi hoài thì người ta cũng phải tức lên, thì người ta cũng phải làm thôi đúng mọi người. Truy ra những cái nick Facebook viết bài đó rất là đơn giản nha mọi người, không có gì khó hết á. An ninh mạng người ta vào cuộc rồi á, thì không có cái gì mà người ta không tìm ra. Người ta sẽ truy ra cái nick đó ở địa chỉ nào, nhà nào, người nào, làm vì mục đích gì, thì sẽ có những cái thông tin và người ta sẽ xử phạt theo đúng cái khung hình phạt, rồi sau đó bắt đính chính thông tin này nọ lên để xin lỗi cố ca sĩ Phi Nhung đồng hoàng nha mọi người. Đó, thì như vậy thì chúng ta cũng khẳng định một điều rằng cái nhóm này bây giờ nó đang run té đáy té khói đầu quần, không biết nó đã nhận được cái thông tin chưa, nhưng mà chỉ có Lực Tàng là cập nhật được theo nguồn điệp viên là thông báo là như vậy. Bên quản lý Diệp Phạm cũng như Đỗ Minh Trí và những người liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung, họ cũng đã đá động và nói rằng là chúng tôi sẽ nhất quyết không bỏ qua cái câu chuyện này. Và đặc biệt là Wendy Phạm cũng như là gia đình ở bên Mỹ á, thì họ em trai Tommy á, thì họ cũng đã nói rồi không bao giờ bỏ qua và không bao giờ để cho ai lấy hình ảnh của chị của mình, mẹ của mình ra để mà bôi nhọ, chà đạp. Thì họ đã đá động về phía Diệp Phạm cũng như là những người quản lý ở Việt Nam chúng ta đây, là nói rằng là hãy nhờ bên phía cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và xử lý. Tại vì sao cái nhóm người đó đến thời điểm hiện tại bây giờ đã qua 49 ngày rồi mà vẫn cứ cố tình môi móc chị ấy lên để chửi này nọ. Thì như vậy cái câu chuyện này hoàn toàn chúng ta là đồng lòng và ủng hộ nha mọi người. Tất cả những người đang yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung đồng lòng và ủng hộ để vạch trần cái bộ mặt thật của cái nhóm người bên kia ra, để họ xem đến khi nó đối diện với lại lực lượng cơ quan chức năng
thì nó sẽ trả lời như thế nào về những cái hành vi, những cái hành động vô cùng vô nhân tính của tụi nó. Đến lúc đó rồi tụi nó ngồi khóc đó mọi người. Mọi người cứ để đó mà xem, đụng đến ai chứ đụng đến cơ quan chức năng, đụng đến an ninh mạng rồi thì chỉ có mà chạy vô trứng, chạy đằng trời. Đúng không ạ? Người ta nói rồi, con dồn xéo mãi rồi cũng quằn thôi. Dồn người ta vào bức đường cùng nhiều quá thì người ta không nói đâu. Người ta có học thức, người ta biết được luật pháp như thế nào. Cho nên rằng đến khi mà người ta mà đã nhờ đến luật pháp rồi thì mấy người là sẽ thấy cảnh. Tại vì những hành động của mấy người bên đó toàn bộ là sai hết, chứ đâu có đúng cái gì đâu mọi người. Chúng ta chờ đợi cái giây phút này rất là lâu rồi. Rất là nhiều người gọi điện đến như là Tàng nói rằng là hãy kêu gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung nhờ bên phía công an vào cuộc để xử lý tụi nó. Và chắc cú rằng là cái trang Excel Hồ Văn Cường đó mai mốt nhưng mà không sửa đổi lại nữa, cứ đăng những cái bài viết thất thiệt và chửi bới những người quá cố, đặc biệt trong đó là cố ca sĩ Phi Nhung. Môi móc chị ấy lên chửi thì sập luôn cái kênh đó luôn nha mọi người, sập luôn cái trang đó luôn. Cứ để đó mà xem cái mấy người sẽ chịu cái hậu quả như thế nào khi môi móc người quá cố lên để gọi như là xử lý. Nói với tất cả mọi người, nó nói nó bênh về Hồ Văn Cường nhưng không có bênh cái gì đâu. Nó chỉ đứng lên là để nó khen Hồ Văn Cường bất chấp sai đúng gì nó khen hết. Nó không có một đời đá động gì nó khuyên răn Hồ Văn Cường à, cháu sai cái này hay là cháu sai cái nọ để xử lý, mà đặc biệt là nó khuyên Hồ Văn Cường đúng hết, đúng 100% là đúng, đúng từ cái mức độ gọi như là phán chủ cũng nó cũng khen rồi, gọi như là không thắp nhang cho người nuôi dưỡng mình nó cũng khen, 49 ngày không có mặt nó cũng khen, đánh game nó cũng khen, cha mẹ Hồ Văn Cường uống rượu say sưa nó cũng khen, nó cũng nói rằng là chân chất thôn quê này nọ, mọi người thấy không? Bất cứ một cái gì xấu xa nó cũng khen hết. Còn đặc biệt nó môi chị Phi Nhung lên, từ cái tốt nó chuyển thành cái xấu, từ cái không có nó chuyển thành cho có, để nó chửi, nó bới, nó lăng mạ nhục mạ. Mà đặc biệt là một người quá cố đã mất đi rồi, người đó góp công góp sức cho cái tình hình chống dịch đại dịch trong đất nước Việt Nam chúng ta vừa rồi đây. Và cả một cuộc đời chị ấy cống hiến cho nền nghệ thuật, đâu có dễ dàng mà để cho những cái nhóm người kia có thể rằng là lên bôi nhọ chà đạp, trong khi chị ấy không có cái tội đó mà họ đã áp đặt cho cái tội đó, thì chứng tỏ rằng là vu khống, thất thiệt và bịa đặt, đúng không mọi người, để hãm hại chị Phi Nhung. Như vậy thì là Tàng ngày hôm nay cung cấp cho mọi người cái thông tin như vậy là mọi người cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Mọi người chờ đợi đi xem bên đó có còn lộng hành hống hách nữa hay không. Chắc hẳn là cái bài viết của cái con mà người được cho rằng là người thân của Diễm Phạm ngày hôm qua lên tiếng đó mọi người, thì là Tàng livestream của Tàng nói đó, thì không phải là người thân người thực gì hết, đó chỉ là toàn là bịa đặt không. Cho nên là Diễm Phạm mới nghe được và chắc có khả năng là cũng đã có những cái động thái đánh động, và đặc biệt là nhờ đến lực lượng cơ quan chức năng để vào cuộc xử lý cái nhóm người này. Lực Tàng rất mong những cái người đó phải xa vào vòng pháp luật một lần, phải bị xử phạt trước cơ quan chức năng, để vì những cái hành động gọi như là vu khống thất thiệt của mình, nói không có bất cứ một cái bằng chứng nào, lên một cái bài viết gọi như là đâm xuyên tim người ta, phá hỏng hết cả gia đình người ta, phải không? Xui khiến đồng Hồ Văn Cường đi vào con đường tội lỗi. Thì mọi người thấy không, tội của tụi nó là tội tày trời tày đình khi môi móc người quá cố lên để chửi nữa, tội quá nặng. Cho nên là tụi này á, thứ nhất là sẽ bị cơ quan chức năng pháp luật xử lý, thứ hai á là sẽ bị quả báo sau này nữa nha mọi người. Đó là thông tin đầu tiên mà Tàng cung cấp cho mọi người. Mọi người có thể vui đi, từ từ Tàng sẽ cung cấp thông tin xem tụi nó bị xử phạt như thế nào nha mọi người. Rồi cả những cái trang YouTube nữa nha mọi người, rất là nhiều những cái trang YouTube đưa tin thất thiệt, kêu chị Phi Nhung là phi lụa, rồi con quỷ, con này, con kia trong suốt quá trình vừa rồi đây nè. Là tụi nó lên là lấy những cái bài viết ở bên trang Excel Văn Cường, hoặc là tự động tụi nó suy nghĩ ra để tụi nó nói xấu, thì chắc cú là sẽ bị xử phạt hết. Lực Tàng rất mong cái thằng mà kêu Lực Tàng lên chữ cho thằng đó, gọi như là đến khi mà chụp nó một cái khuôn mặt của nó lên cái tờ báo một cái, Lực Tàng mở tiệc ăn mừng luôn nha mọi người. Đấy, để cho nó biết được rằng là sống ở trên đời này là phải dùng chính cái não thông minh của mình để đi giúp ích cho xã hội, chứ không phải là dùng cái não ngu đần chốt nát của mình mà đi hãm hại gia đình nhà người khác. Tôi nói cho mấy người biết, không trước thì sau thì mấy người cũng bị xử lý thôi. Gần thôi, cứ từ từ đó đi. Mấy người cứ lên đó mà chửi, mấy người cứ lên đó mà với. Tại vì mấy người nói không có bằng chứng mà mấy người lên, mấy người vu khống bịa đặt. Không phải là tự do ngôn luận, thích nói gì thì nói phải có bằng chứng, chứng cứ nha. Và nói phải đi theo cái chừng mực của nó, chứ không phải là mấy người môi người ta ra để mấy người chửi cả dòng họ tổ tông. Mấy người nói rằng là chị ấy ăn chặt bóc lột, mấy người muốn dồn chị ấy vào con đường của pháp luật, mấy người muốn dồn chị ấy vào tù, mấy người muốn dồn quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung vào vòng lao lý. Thì đến khi người ta xử lý lại mấy người thì mấy người phải chịu lại những cái lời vu khống của mấy người đó như vậy, đúng không? Tôi cảnh báo cho những cái kênh đó biết như vậy, cứ từ từ rồi mấy người sẽ biết. Tôi chỉ nói sơ sơ thôi, không có mấy người chuẩn bị. Giỏi thì cứ lên đó mà nói đi, giỏi thì cứ lên đó mà to mồm đi, cứ từ từ rồi sẽ biết nha. Đó thì chúng ta sẽ đi đến với thông tin thứ hai. Thì có một cái nguồn tin là Lực Tàng vừa mới đọc được cũng dòng tức,
Nó nói rằng là Hồ Văn Cường đã bỏ đi rồi, cha mẹ đang tìm kiếm trong ngày hôm nay, ráo riết mọi người biết Hồ Văn Cường ở đâu không thì thông báo về cho gia đình và người thân. Đây là một cái thông tin người ta không kiểm chứng nha mọi người. Thực sự ra thì nói thật với tất cả mọi người, chứ thằng đó nó bỏ đi đâu, đúng không? Nó ngu gì, nó khôn lắm, nó không ngu để mà nó bỏ đi đâu. Mà nó cũng chả yêu thương, nó chả buồn bã gì đâu. Tại vì trong tay nó hiện tại bây giờ gia đình nó với nó đã cầm được một cái số tiền kha khá rồi, có tiền trong tay rồi, đúng không? Theo ý nguyện của mình là muốn lấy được tiền, thì bây giờ lấy được tiền rồi, im thin thích luôn, đúng không? Đang còn có lợi dụng vào hình ảnh của cô ca sĩ Phi Nhung, tên tuổi của cô ca sĩ Phi Nhung, học trong một cái đường đại học gọi như là quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, hoa sen, rồi rất là nhiều cái tương lai sáng lạng, được rất là nhiều ông này ông kia giúp đỡ này, thì nó bỏ đi đâu? Mà nếu nó có bỏ đi á thì tôi cũng chỉ cho mấy người đi tìm nè, vào mấy cái quán game quán net á là tìm là sẽ thấy nó, không phải đi đâu sai đó. Cứ đi luồn quanh mấy cái con game thủ á, con net á, mà để chơi game á mọi người, là vào đó tìm là thấy Hồ Văn Cường à, không trật đi đâu hết á. Còn ông già Hồ Văn Cường mà đi á thì cứ đi tìm vào những cái quán nào mà nhậu á, quán xá nào mà mở ra mà có cái chỗ gọi như là quán nhậu á, uống rượu hay là vô đó tìm là thấy, chứ đi đâu, đúng không mọi người? Không có đi đâu hết á. Thông tin đó là thông tin thất thiệt. Còn nếu Hồ Văn Cường có đi thật sự á, cứ vô những cái quán net á tìm là thấy thôi, không phải lo cái gì đó. Ngày nay là ngày 20 tháng 11 thì nó nói rằng là Hồ Văn Cường sao không hát được cho thầy cô giáo thì cũng xin lỗi này nọ. Hát cái gì? Hát cái hò cái gì? Hát bây giờ nhận gạch đá luôn á, đúng không? Thầy cô nào nó nhớ đến thầy cô mà sao nó không nhớ đến ơn nghĩa sinh thành, nó còn không nhớ thì làm gì mà nó nhớ đến thầy cô, đúng không mọi người? Đến người mẹ nuôi của nó, nuôi dưỡng nó còn không nhớ, huống gì đến thầy cô thầy. Đã qua cũng chỉ làm màu làm mè mấy người ghi lên về để tung tên tuổi nó lên hát hay thôi, chỉ là đâu mà hát, đúng không? Bây giờ đó, mang cái tiếng gọi như là thực sự, là không phải là mang tiếng nữa mà là thực sự luôn, đã có cái dấu hiệu là gọi như là ăn cháo đá bát rồi, đúng không? Với người mẹ nuôi của mình, nuôi dưỡng mình mấy năm trời đó mà còn không thèm nhớ, không còn thắp một cây nhang, chứ huống gì mà đi hát để tặng các thầy các cô ở trong trường này nọ, làm như thế là mang ơn lên dữ lắm đó. Nếu mà biết mang ơn thầy cô như vậy thì lại không quên ơn của cô ca sĩ Phi Nhung rồi, đúng không mọi người? Đó, chúng ta cứ nghĩ đi, tụi nó bịa chuyện ra nói kiểu gì nó cũng nói được. Từ ngày hôm nay nó tung hô Hồ Văn Cường là nhớ đến ngày thầy cô giáo không hát được này nọ, rồi nó khóc nó than. Thế đến mẹ nuôi của mình đó mà còn không nhớ thì thầy cô nhớ làm cái gì vậy? Không, nếu mà nó nhớ đến thầy cô thì mẹ nó đã nhớ rồi, đúng không? Nó đã đến nó thắp nhang rồi, và nó đã tiếc thương xót xa làm sao khi mẹ mình ra đi rồi. Đến người thân sinh, đến người nuôi dưỡng nó đó mà nó còn không nhớ, mà huống gì là nhớ thầy nhớ cô. Mấy người nói là tôi mắc ị quá, tôi nói thật luôn, tôi mắc cỡ thầy cho mấy người quá. Đó, mọi người có công nhận với lực tàng nói như đúng không ạ? Trong ngày nay, ngày 20 tháng 11 thì ai nấy cũng đều hướng về thầy cô giáo thôi, không biết nói như thế nào. Nhưng mà với những cái hành động của nó, với lại mẹ nuôi của mình, thì chắc hẳn một điều rằng là nó không có nhớ nhung gì đâu. Rõ ràng là cái hành động của nó rồi. Còn nói nó bỏ đi cứ ra con game, con net, con chơi điện tử bắn súng đùng 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 này, võ lâm truyền kỳ á, cứ ra đã tìm là thấy, đi đâu mà sợ mà mất mát. Hiện tại bây giờ toàn bộ những thông tin thất thiệt rồi, lại còn nói bằng Kiều, rồi ông Hoàng Kiều hay này nọ đứng lên hỗ trợ cho Hồ Văn Cường, ai hỗ trợ? Người ta thấy một lần nhưng người ta khiếp rồi, làm gì mà hỗ trợ? Còn ông bầu kia thì mất tâm rồi, im hơi lặng tiếng rồi. Còn anh Sơn nhà ta thì cũng đã có những dòng trạng thái lên này nọ rồi. Bây giờ là tất cả mọi người đã nhìn thấy bộ mặt thật của những nhóm người bên đó rồi, cho nên là không có cái gì mà để mà chúng ta phải suy nghĩ đến cái vấn đề mà nó tung tin thất thiệt nữa. Chả ai hỗ trợ Hồ Văn Cường là đâu. May lần sau, hiện tại bây giờ cái ngôi trường đó là được cố ca sĩ Phi Nhung lo toan cho đó rồi. Cô giáo ở trong trường là người thân cận, người ta là cưu mang cho, thì mai mốt không biết là học hành có đến đâu hay không. Nhưng với cái tính cách mà có gọi như là có tài mà không có đức ấy, rồi gọi như là cũng trả ra cái gì hết, mà cũng là loại vứt đi, cuộc đời cũng sẽ xuống dốc không phanh, rồi tối đen tối mực, không có cái gì mà khấm khá mà phát triển hết đâu mọi người ạ. Cho nên là mọi người cứ yên tâm đi. Còn ngày hôm nay thì tàng cũng thấy bên fan FC của tụi nó cũng bớt bớt cái miệng lại rồi, chắc cũng khả năng là nghe được cái thông tin gọi như là bên quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung và pháp luật đá động cái câu chuyện này rồi, cho nên là tụi nó cũng khớp hàng rồi đó mọi người. Tụi bay to mồm cho lắm thôi, giỏi thì lên nữa đi, giỏi thì đăng lên nữa đi. Quản lý ekip người ta không nói đâu, nhưng mà lâu lâu khi mà người ta đã nói là người ta xử tới nơi tới chốn, nói cho mà biết đó. Thì ngày hôm nay là tàng cung cấp thông tin cho mọi người như vậy, mọi người cứ vui đi để xem cái động thái của tụi nó như thế nào. Những thằng nào to mồm hóng hách thì cứ lên tiếp đi để tôi cập nhật lại và lập vi bằng hết đi nha mọi người. Những cái bài viết đó chụp hình về hết, lập vi bằng hết những cái thước phim của những cái trang YouTube á,
lên chữ như thế nào là đã có hết. Đến khi mà bộ công an vào cuộc, bên phía an ninh mạng vào cuộc thì nó có chạy vô trúng. Những cái tội ác của nó, tụi nó gây ra là phải xử lý. Mong làm sao cho một thằng vô tù ngồi, lúc đó nó mới biết được thế cảnh, lần sau rút kinh nghiệm, lần sau nó mới học được một cái bài học đắt giá. Nói rằng là đừng có đi chửi người khác, và đặc biệt là chửi người quá cố. Chửi người quá cố mà qua đời rồi không khác gì chửi ông, chửi cha, chửi mồ tổ ông bà mình, đúng không mọi người? Rõ ràng là như vậy. Thì sẽ có những cái thông tin mới mà Tàng sẽ cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn vào nút like, và sẽ được nhận những cái thông báo mới nhất đến từ Lực Tàng TV về những cái tin tức mới nhất ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.